Hello anh em, và hôm nay mình sẽ nói về tựa game Night Fighter đi ha. Tối qua mình clip anh em cũng biết rất là nhiều thứ rồi. Đây là cái mình nhìn dạng anh em, cái detail mà Onita anh em à. Nhưng mà mình nói thiệt thì cái game này nó rất là đa năng, dở đa năng lắm anh em, rất là đa năng luôn. Thì mình sẽ nói anh em cái cách để kiếm cái ngôi sao ở đâu và cách để xài ngôi sao cho hợp lý ha. Nó rất đơn giản thôi anh em. Thì giờ mình phải đi hết cái này thì cũng khá là lâu. Thì những con này nó ra rất là chậm ấy. Nó ra chậm thì tốt chứ ra nhanh nó chạy nhanh như chó, như con điên, như con quái vật thì sao chạy được đúng không, sao thủ được đấy. Thì giờ chỉ ngồi mình đợi nó từ nó ra ào 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 từ từ mình xí từ 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 chậm rãi ha đấy. Và mình tắt skill để cho mình khỏi lắc ấy. Những con ngựa này thì nó cũng khá là ngon, thì 20 tê có nghĩa là khi con boss khi quái này nó tới á, giờ con quái này nó 30 tê đi, nó tới là mất hết máu luôn nha. Còn con boss thì nó 1 tê, thì con này nó qua đây á thì nó sẽ mất tầm 19, nó mất trừ cho mình 1 tê nha. Nói chung là mình bảo vệ sao chọn chỉnh 20 tê ấy, nó tương đương với cái máu những con quái này nha anh em. Dù số quái trừ nhiều là như chứ phải con quái tấn công nha. Con quái tấn công thì mình sẽ biết ra mà đúng không. Ừ, nếu nó tấn công thì nó có công mình lâu rồi. Và cái kiểu búp này nó sẽ trọn vẹn trong tất cả cái quay luôn nha. Cái búp tiền, búp cái kiểu, búp con là điểu, tất cả đi trong đây hết. Và không biết búp tiền có tác dụng trong đây không, mình chắc là có đây nè, chắc là có thôi chứ không có nghĩ là không có đấy. Thì mình thấy chi bé được tất cả búp đều trong đây thôi, quýnh nó khá là đơn giản. Nói chung thì cái này chỉ cần một người gánh bốn người thôi nha anh em, đừng có nhiều người quá. Mình thấy nhiều người quá thấy nó một tơi là thấy chua chua nè, mình thấy một người gánh là đủ rồi. Mà cho nó gánh với bốn người là hợp lý, tại mình chưa biết con này bao nhiêu máu là mát nha. Mình chỉ thấy là nó một tơi, và nếu mà coi clip ngày hôm qua thì nên tôi biết là con boss nó bùng 37 tê rồi anh em, nó trâu kinh khủng luôn. Còn về sau là hai con boss, ui về sau ba con boss, shit. Nói chung nhiều lắm. Giờ để quýnh những con này thì nó khá đơn giản như mình rồi. Đấy, thấy không? Chút kẹn quá mạnh rồi, quá là bờ rồi. Và nếu mà anh em coi video này thì có nghĩa là tối hôm qua anh em không coi clip mình đúng không? Ok, không sao. Hãy cho mình một like đăng ký kênh nhé, trước khi anh em muốn coi clip này, đấy, hợp lý. Rồi. Quýnh này thì trung bình một con mình thấy là từ 10m thì không biết nó có ổn hay không thôi. 10m thì mình nhân cho tất cả con này khá lời lắm luôn ấy, không có đùa được. Rồi thì đợi tôi quýnh những con này nó tự hút về và có game pass nó hút về ha. Tôi thực ra thì phải lụm ấy, không biết có lụm hay không mình không biết nha, tại vì mình đi cái ẹt là cái ẹt có full game pass nó khác. Rồi Sukuna thôi, tốc độ đi cho lẹ nè. 7 phút mà 7 quay là 1 phút mà đi 1 quay ha. 8, quay 8 đây rồi. Quay 8 thì nó cũng không có gì mấy, nó vẫn là những con bách phụ một tơi thôi, không có gì khó hết. Ủa, tôi. Ủi, con bên kia 37 tơi kìa, nó kêu hiếp kìa. Không Thịnh, ông kêu thiếp kìa. Rồi ok, thủ dùm ổng, đây nè, ông Thịnh nè. Ổng cũng là một team trong Discord của mình ha, thì cứ vô Discord mình, bro hơn mình là mình cho vô team nhiều. Mình không phân biệt ai hết nha anh em, chỉ bằng bro hơn mình là được rồi. Nhưng mà bro của mình kiểu gì thì mình sẽ nói sau. Đấy, vô cái đôi Discord mình thôi. Đấy. Rồi, ông này ông quýnh cái này thì nó khá trâu anh em. Không, nó trâu phải cứt, nó trâu phải luôn. Nó không trâu là không cùi. Mặc dù nó đi chậm, những con quái mình cũng đi theo nó, những quýnh nó như bình thường. Không giảm đam nha, chữ bình thường nha. Nó vẫn trâu. Nó trâu phải biểu. Đó, Infernino, con này là con vua. Ông vua của ông tối, vị thần của sổ đẳng, đẳng bụn bụn là mau. Đấy, rồi, cho nhốt vô trong cái lâu đài đi. Đó. Con này thì đi chậm. Bây giờ anh em muốn chiến thuật cái này win á, quýnh boss trước, dồn tất cả quýnh boss trước, sau đó là quýnh những quái thường sau. Vì con quái thường nó rất là đi chậm. Con nào gần tới đích giết nó trước, con nào không gần tới đích thì khỏi giết cũng được, từ từ giết không sao hết. Đấy. Admin làm cái chế độ này thì khá là hợp lý, tại vì những các bạn mà đi solo á, mà đi kiểu vậy nó khá là dễ anh em. Mà phải full game pass hay là ngồi đó cày một cái nhất định nào đó là cỡ đam một lít B thì mới đi được solo. Solo nha, tốt nhất là solo nha, tại vì solo nó sẽ dễ hơn so với đi 4 người, nó sẽ giảm máu hay sao ấy. Mình không biết trong tương lai có chế độ Infinity không, nhưng mà thôi cứ chơi đại đó. Lại 7T cày lắm, khóc tiếng lóng mà. Làm có cái ẹt này mình quýnh được á, chứ ẹt mình vô đi quýnh là giống như này mũi nó bị đốc vậy, anh em quýnh không được đâu, nó mạnh lắm, mạnh cực kỳ luôn ấy. Thế là
nên giờ thì phải gọi là kiên trì quýnh con này thôi chứ không có gì nhiều anh em ạ. No này đi chậm mà thoải mái đi rồi tiếc cái mình không muốn coi chiêu được, mình coi chiêu là bây giờ mình mấy mình nó đã banh rồi em, tiếc quá mà không sao, không coi chiêu được cũng là một cái vấn đề lớn anh em. Không coi chiêu được chúng ta sẽ có rất là nhiều cái lợi thế, ví dụ như là máy tính không banh nè máy tính những còn sống nè duyệt vô là được rồi. Ôi con này nhiều thế nhờ, nhiều nhờ quay cũng nhiều nhờ. Búp đam lên nha, búp đam lên sẽ tốn nha, sẽ tốn đam nhưng mà thôi búp đam cho nó chắc. Đam thì bạn cho em nói không cần nhưng mà búp luôn ha, chứ cần thì búp làm gì đúng không. Rồi rồi con này cũng dễ quá. Nói chứ con này được, làm ơn admin nha, làm ơn admin nha. Đừng có tăng những con này lên, tại vì sao? Tăng tốc lên nó khó solo lắm anh em, nó khó lắm, nó chua lắm anh em. Chua chết rồi, trái bơ anh em, trời chua lắm, ơi trái chua anh em. Thiệt, đừng update lên, chạy nhanh nha, admin đang nỉ luôn anh em, có xem video này nha admin. Admin hiểu tiếng Việt, được giùm em cái nha. Đừng hiểu tiếng Anh nó nhức đầu lắm anh em ạ. Hiểu vậy. Rồi, thì không dài dòng nữa để mình tu nhanh khúc này ra, tại vì khúc này khá là lâu anh em ạ. Đây xong và công thủ toàn diện 930 cái này thì cũng gọi là nhiều đấy, nhiều phải cước lưu nhiều mà đến mức mà mình quay liên tục luôn nè. Đây mình đã ra ngoài rồi, đây chữ R đây nó có hiện 36M24M16T bùng. Ủa hai con legend bột đống em biết à, rồi mình biết cái đèn sau rồi, nó quay cho anh em hiển thị những con hiếm nhất cho anh em trước u xe luôn, hiểu không đó. Dụ nó hiển thị mythical thì nên nó có con mythical trong tay, còn nếu nó hiện cho anh em con secret ở trên cùng thì nên sẽ con có con secret trên tay, nói chung là những con hiếm nhất ở trên cùng nha. Nó quay hết cho anh em ba lô full ba lô nha, để cả anh em có ba lô 10.000 chăng nữa. Đây mình sẽ khô máu, mình sẽ bút các kiểu lên nè, khô máu luôn, không có nhận anh em này được rồi, bút các kiểu khô máu lên, quay thử lần nữa trước khi kết thúc video này thôi. Rất đơn giản, trong này chỉ có map mới và cái onsita là mới thôi, mình chỉ thấy hai cái đó. Và muốn kiếm cái nguyên liệu onsita đó anh em chỉ cần xuống channel shop anh em mua một cái defend coi là xong rồi. Còn một phút, còn mấy phút nữa là 17 cuối cùng cho anh em mình ở video đây. Và cái này lưu ý không tính BT nha, nó không tính BT ở trên kia nha, nó sẽ quay ngẫu nhiên cho anh em, nó không tính BT ở trên. Mình không biết là lỗi của admin hay gì nhưng mà trong tương lai có nghĩa sẽ sửa, tại vì bây giờ là video 6 giờ sáng thì nếu mà mình làm video này từ 12 giờ tối cho anh em, nên em có gì mà sai sót không trả cho mình nha. Rồi còn mấy giây nữa ta, như là còn hai mấy giây nữa anh em, mình không thấy. 14 giây nữa rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngồi đây và đợi thôi. Cooldown 10 9 8 7 6 5 4 2 1 mở. Cái này dành cho tất cả mọi người nha, không cần game pass gì nha anh em. Cái này à, mấy anh em dân cày tới thời rồi ta chắc rồi. Dứt legend không, như là mình có 5 con legend, hơn 5 con legend và không có mythical nào. Đó là toàn bộ ngày hôm nay, nên là có thể like, share và subscribe nha. Giờ thì bye bye.